Lạc Trôi của Sơn Tùng lập kỷ lục 4 triệu view trong ngày đầu ra mắt. Sau một ngày ra mắt, Lạc Trôi của Sơn Tùng đã chạm cột mốc 4 triệu lượt xem, chỉ tính trên trang YouTube chính thức của ca sĩ. Lạc Trôi, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng, chính thức ra mắt vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Và chỉ sau gần một ngày, lượt xem của MV đã đạt con số kỷ lục 4 triệu trên kênh YouTube chính thức của ca sĩ. Theo thông tin từ ekip của Sơn Tùng, đây là cuộc lật đổ ngoạn mục kỷ lục 3 triệu view trong vòng một ngày của MV Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, đồng thời xác lập một kỷ lục mới trong làng nhạc Việt. Con số này vẫn đang tăng lên từng giờ, hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Chia sẻ về cảm xúc khi Lạc Trôi đạt con số ấn tượng này, Sơn Tùng cho biết, Lạc Trôi là một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Tôi không đặt nặng chuyện nó sẽ vượt mặt các ca khúc trước đây, nhưng khi mọi người đón nhận, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngoài ra, chàng ca sĩ gốc Thái Bình nhấn mạnh, thử thách lớn nhất với anh lúc này là phải vượt qua được bản thân. Trước đây, khi Cơn Mưa Ngang Qua hay Em Của Ngày Hôm Qua được mọi người đón nhận, anh mất rất nhiều thời gian để sáng tác ca khúc mới. Sơn Tùng tiết lộ ở thời điểm đó, anh từng nghĩ mình sẽ không thể cho ra lò thêm ca khúc nào vượt qua được hai bản hit trên. Từ những áp lực đó, anh nhận ra một điều rằng có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần bản thân cảm thấy sướng là được. Từ đó, anh bắt tay vào viết nhạc với tâm trạng vô cùng thoải mái, lần lượt cho ra nhiều ca khúc đình đám khác. Lạc Trôi là một dự án đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của Sơn Tùng, khi anh chính thức tạm biệt nhạc sĩ Quang Huy để thành lập công ty riêng mang tên mình, hoạt động độc lập. Vì vậy, hình ảnh và nội dung của MV đã được nam ca sĩ đầu tư kỹ lưỡng. Sơn Tùng tiết lộ để mang đến tạo hình cổ trang nhưng vẫn hiện đại trong MV, anh đã mất rất nhiều thời gian và chịu đau suốt nhiều giờ đồng hồ để nối tóc, có được mái tóc dài phù hợp với tạo hình của nhân vật. Giọng ca sinh năm 1994 cho biết, thông qua câu chuyện trong Lạc Trôi, anh muốn gửi đến mọi người một thông điệp về cuộc sống rằng tất cả đều là hư vô, dù bạn là ai đi chăng nữa, thì một tình yêu đích thực vẫn là điều bạn phải đi tìm mỗi ngày. Sau Lạc Trôi, nam ca sĩ cũng bắt tay vào chuẩn bị những dự án âm nhạc khác trong năm 2017, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Sơn Tùng lên tiếng về hình tượng gây tranh cãi trong MV mới Lạc Trôi. Trước thắc mắc hình tượng trong MV Lạc Trôi đậm màu sắc Trung Quốc, Sơn Tùng khẳng định hình ảnh mà mình thể hiện rất hiện đại và đậm màu sắc Việt Nam. Chiều 31 tháng 12, tại sân khấu Lan Anh, Sơn Tùng MTV tổ chức buổi gặp gỡ giới truyền thông, đồng thời họp mặt fan để giới thiệu single Lạc Trôi. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên do chàng ca sĩ gốc Thái Bình tự sản xuất, đánh dấu con đường hoạt động độc lập của anh sau thời gian dài thuộc quyền quản lý của công ty nhạc sĩ Quang Huy. Teaser của MV tung ra cách đây 4 ngày đã đạt đến 1,4 triệu lượt xem. Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Sơn Tùng cho biết Lạc Trôi là ca khúc đầu tiên được anh viết trước phần giai điệu rồi sau đó mới sáng tạo thêm phần lời. Điều này hoàn toàn ngược lại so với quá trình viết các bài trước đây như Em Của Ngày Hôm Qua hay Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Nhiều thắc mắc cũng được đặt ra xung quanh tạo hình của anh trong teaser, gợi nhớ nhiều đến các nhân vật cổ trang trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Trả lời về điều này, Sơn Tùng khẳng định hình ảnh mà mình thể hiện rất hiện đại và đậm màu sắc Việt Nam. Theo chia sẻ, hình tượng trong MV ít nhiều mang cá tính của mình, là một vị vua bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng luôn muốn tìm được tình yêu đích thực. Về tựa đề có phần lạ tai, nam ca sĩ cho biết chỉ có cụm từ này là hợp nhất với nội dung bài hát, nói về cảm giác tất cả mọi thứ sẽ trôi vào hư vô. Ngoài ra, cụm từ này cũng nhiều lần xuất hiện trong các ca khúc trước đây của anh, nên anh xem đây như một cái duyên. MV Lạc Trôi sẽ chính thức ra mắt vào 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Do đó, trong buổi họp fan này, nam ca sĩ chỉ trình diễn live ca khúc này chứ chưa công bố phần MV. Đây là lần đầu các fan được nghe toàn bộ sáng tác mới nên họ rất phấn khích. Lạc Trôi được thực hiện theo phong cách Future Bass kết hợp cùng nhạc cụ dân tộc do producer Triple D sản xuất. Cả hai từng hợp tác trong Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau nên rất ăn ý. Dính nhiều ồn ào mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, lần này Sơn Tùng cho biết anh không cảm thấy áp lực mà càng hạnh phúc vì luôn được mọi người quan tâm. Sau buổi họp fan, Sơn Tùng sẽ chạy show các chương trình đón năm mới. Trong năm 2017, anh kỳ vọng sẽ tự mình làm được nhiều điều hơn chỉ với vai trò ca nhạc sĩ.
Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Sơn Tùng MTV vẫn là một trong những ca sĩ trẻ có lượng fan rất đông đảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Sơn Tùng son phấn, ngày càng không hề thua kém các mỹ nhân. Cách trang điểm của nam ca sĩ ngày càng trở nên sắc nét, đậm không hề thua kém các mỹ nhân. Tối qua, ngày 3 tháng 1, tại đêm trao giải Làn Sóng Xanh, Sơn Tùng trở thành tâm điểm trên thảm đỏ, được giới truyền thông quan tâm đặc biệt sau khi vừa ra mắt sản phẩm mới mang tên Lạc Trôi. Nam ca sĩ mang đến vẻ ngoài lạ mắt khi kết hợp với sơ mi thắt nơ to ở cổ, áo vest ánh kim bên ngoài, quần da bó sát, mái tóc chải lượn sóng càng giúp Sơn Tùng gây chú ý. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không thể rời mắt chính là kiểu trang điểm quá đậm, không hề thua kém chị em của giọng ca Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau. Ngoài lớp phấn nền khá dày, Sơn Tùng còn chuộng môi hồng cùng đôi mày to bản được kẻ sắc nét. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cách làm đẹp của Sơn Tùng khiến khán giả bất ngờ như thế. Không cần soi quá kỹ, khán giả vẫn dễ dàng nhận ra lớp phấn khá đậm trên mặt của Sơn Tùng. Phấn trắng môi hồng, mày kẻ sắc nét gần như trở thành thương hiệu của Sơn Tùng. Cách làm đẹp trên dù giúp Sơn Tùng có màn xuất hiện ấn tượng, bắt đèn sân khấu tốt hơn, nhưng trên thảm đỏ lại ít nhiều làm giảm đi độ nam tính của anh chàng tài năng 22 tuổi. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đó chỉ là những sai sót trong quá trình làm đẹp của Sơn Tùng. Bởi xét về cấu trúc xương mặt, Sơn Tùng rất nổi bật với những đường nét thanh tao, dễ tạo khối và thu hút chỉ cần trang điểm nhẹ. Và đây là minh chứng rõ ràng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. MV Lạc Trôi của Sơn Tùng MTV gây bão khi mới phát hành. Đúng thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, Sơn Tùng MTV phát hành MV Lạc Trôi. Sau Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, đây chính là dự án âm nhạc được trông chờ nhất của anh. Lạc Trôi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi anh chính thức tách khỏi công ty quản lý cũ, thành lập công ty giải trí MTV Entertainment và hoạt động độc lập. MV Lạc Trôi kể về một ông vua đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, sở hữu mọi thứ, nhưng lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong cung điện nguy nga, rộng lớn. Tất cả nhìn vào đều thấy ông vua này rất lạnh lùng và khó gần. Tuy nhiên, tận sâu trong con người của ông lại sống rất tình cảm, luôn đi tìm tình yêu đích thực, dù bên cạnh ông có nhiều giai nhân. Thông qua nội dung này, Sơn Tùng MTV muốn nhắn gửi đến người nghe thông điệp: trong chính mình luôn có nhiều con người khác nhau, dù bạn là ai cũng vậy, vị vua hay người bình thường, thì luôn muốn tìm tình yêu đích thực. Sau khi chia sẻ cùng producer Triple D và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Sơn Tùng được cả hai ủng hộ ý tưởng thực hiện MV cổ trang nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại. Bối cảnh của MV ở ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn, nổi tiếng ở Đà Lạt. Để hoàn thành MV, cả đoàn mất 2 ngày di chuyển liên tục từ Đà Lạt lên Bảo Lộc và thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn cũng cho dựng ngay một cung điện tại studio để quay những cảnh hoành tráng khác. Ngay từ đầu, khi đặt bút sáng tác, Sơn Tùng chia sẻ anh đã hình dung về câu chuyện cổ trang hiện đại trong bối cảnh cung điện nguy nga lộng lẫy. Để đúng với hình tượng mà mình muốn hướng đến, nam ca sĩ gốc Thái Bình còn phải nối tóc dài. Vì tính chất cổ trang hiện đại, nên ca từ chính là phần tốn nhiều thời gian nhất của Sơn Tùng MTP khi sáng tác bài hát này. Nam ca sĩ cho biết anh phải chọn lựa rất kỹ phần ca từ, âm nhạc của Lạc Trôi là sự kết hợp giữa future bass và nhạc cụ dân tộc. Sản xuất bởi sự hỗ trợ của Triple D, phần hình ảnh trang phục cho thiết kế, Lý Giám Tiền đảm nhận. Sau MV này, Sơn Tùng MTV cũng bắt tay chuẩn bị cho dự án âm nhạc mới sẽ ra mắt vào dịp Valentine. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.
nhưng ngày hãy về nơi đây, bàn tay yêu ước con yêu em ở lại. Anh biết phải làm sao, như trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn là chỉ nơi đây cô đơn riêng. Oh,